Hello, xin chào tất cả các con học sinh lớp 2 nha. Các con học sinh lớp 2 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài phép cộng có tổng bằng 10 trong sách giáo khoa toán lớp 2 Chân trời sáng tạo nha các con. Như vậy ta thấy nè, 9 cộng 1 thì bằng 10. 8 cộng 2 cũng bằng 10. 7 cộng 3 cũng bằng 10. 6 cộng 4 cũng bằng 10. 1 cộng 9 cũng bằng 10. 2 cộng 8 bằng 10. 3 cộng 7 cũng bằng 10. 4 cộng 6 cũng bằng 10. 5 cộng 5 cũng bằng 10. Bây giờ ta thấy bài số 1 thêm mấy để được 10. Như vậy ta thấy đây là 2, 4, 6, 8, 9. Như vậy ta 9 cộng cho 1 bằng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy đây là 7 cộng 3 bằng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cộng 2 bằng 10. 8 cộng 2 đây các con. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cộng 4 này bằng 10. Như vậy đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Những cô này là 10 hết. Bài số 2, số 7 cộng bao nhiêu để bằng 10? Như vậy ta phải có 7 cộng 3 nè. Nhìn trên đây, 7 cộng 3 bằng 10. 10 sẽ bằng 8. 10 sẽ bằng 8 cộng cho 2. 9 cộng bao nhiêu bằng 10 đây? 9 cộng 1 bằng 10. 10 sẽ bằng 6 cộng mấy? 10 sẽ bằng 6 cộng 4. Để qua bài số 3, tính 9 cộng 1 bằng cộng 7. 9 cộng 1 thì bằng 10 cộng cho 7. 10 cộng 7 bằng 17. 7 cộng 3 bằng 10 thì cộng cho 6 bằng 16. 6 cộng 4 bằng 10 thì cộng 2 bằng 12. 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 5 bằng 15. Câu số 4, hai hình nào có tổng số con chó là 10? Mà đây thấy là 4 nè, đây là 5 nè, cái 4 5, đây là 3, đây là 2, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy ta thấy 4 cộng 4 cộng 6 nè bằng 10. 5 cộng 5 bằng 10. 3 cộng 7 bằng 10. 2 cộng 8 bằng 10. Nghe các con. Và các con học sinh lớp 2 thông minh, bài học phép cộng có tổng bằng 10 trong sách giáo khoa toán lớp 2 Chân trời sáng tạo đến đây là hết rồi nha các con. Và xin chào tạm biệt tất cả các con. Hẹn clip sau nha. Bye bye.